Anh em muốn tự vận may kiếm tiền online uy tín không sợ lừa đảo, đến ngay clmmvip.me, hệ thống chơi chánh lẻ Momo dịch tự động 24/7. Cách thức tham gia vô cùng đơn giản, đường link mình để dưới phần mô tả. Yo yo, hello nha, chào người nha, chào mừng trở lại với channel mình đây, từ bán đạo người nha. Xin chào anh em game poker đã chơi như mình đây, từ bán đạo bạn đã ok quay trở lại video ngày hôm nay. Chưa phải video cho anh em xem video về like share đăng kênh nha, ok phải xin nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, tiếp tục hành trình đua top ở S1030 anh em nhé. Ok, sáng ra thì cập nhật thời tiết và quay sự kiện thôi anh em. Cảm ơn đã dòng các bạn, bắt đầu luôn, let's go là. Thời tiết hôm nay có gì đây anh em, hôm nay có báo cát anh em này, 13h25 đến 14h25 nha anh em, chú ý bắt này. Thầy, cứ phải đợi đấy anh em, từ từ, cái vụ mê cung này phải từ từ anh em. Rồi, thôi anh em, giờ thì không dài dòng, chúng ta sẽ bắt đầu khởi động máy mới các bạn, quét thôi. Bắt đầu quét được tiêu luôn anh em. Đây vẫn tiêu 10k kim cương nha. Đầu tiên thì phải vào võ đài đấy các bạn. Đấy, quét đây anh em. Đấy, sau này phải tiêu, anh em phải tiêu những chỗ cần thiết chứ đã. Đang bắt đầu mình ra ngoài tiêu vào những cái chỗ chính sau anh em. Rồi. Ok. Tiếp nào. Hôm nay quán tiêu trong 10k rồi anh em. Để hớ. Quán tiêu trong 10k thôi. Còn nó bị hớ thì cũng phải chấp nhận thôi, không chả biết làm gì giờ anh em. Rồi. Thể lực, tiếp theo thể lực các bạn. Chùi, đẹp đấy nhờ. Từ anh em mới tiêu phí được vậy. Rồi, rồi, rồi. Chiêu đại VIP khủng mua 1 2 rồi ok, mình luôn đi các bạn, mình luôn đi chứ để làm gì. X10 cái rồi, X10 cái anh em lại lên never rồi, lên never 64 rồi, nguồn gốc đúng rồi, từ từ các bạn, chưa đi hết được mà từ từ. Đấy, sáng ra là cứ làm nhẹ nhàng thôi anh em. Đấy, cứ làm nhẹ nhàng thôi các bạn, bình tĩnh. Rồi, đi kiếm mấy con đang nâng thân mật đây này. Ok à. Ừ, đây anh em. Đó, quẹt đây nữa, rồi ok. Tạm ổn. Nhiệm vụ rồi, mèo vàng thế nào chưa biết thế nào các bạn, trước mắt là chưa biết thế nào, nhưng mà ô 860 rồi à? Từ hôm qua chắc là lên thân mật các bạn, giờ chữ thân nó lên thân mật thôi, lên được chiến này là chỉ có lên thân mật thôi các bạn. Cộng skin, cộng skin phát là hết vàng ngay đây anh em, nhìn thấy rồi, cộng skin buổi sáng là hết vàng ngay ấy. Sợ thật sự ạ. Rồi. Tổ đội lên server. 8 9 10. Rồi ok các bạn. Đấy. Thế là xong, coi như là tiêu tạm thời ổn tất cả mọi thứ xung quanh các bạn nhá. Đây là nghịch hết thể lực rồi. Lại dở rồi. Từ anh em, điểm giành phát rồi. Ok, xem tôi còn thiếu cái chỗ nào nữa không anh em, cứ bình tĩnh. Tháp PK đúng rồi, lên tháp PK anh em. Ô, lên được tầng 34 này. Lên được tầng 34 rồi anh em ơi. Đó, ngon lành các bạn. Xong, rồi. 65 à, chuẩn bị lên 65 à. Từ xem là anh em trang phục mặc xem là chuẩn bị lên 65 rồi. Xem có món nào 65 không. Đồ 69 này. Đồ 65 đây anh em, đồ 65 đây. Ồ, oh, có hai món luôn à. Ok, đi vào tẩy luôn anh em, tẩy trước. Đó, tí có gì thì cứ thế dùng thôi anh em. Đây tẩy trước, có tí nữa có gì cứ thế dùng thôi. Khóa dòng đầu lại này. Đấy.
chung là cứ phải chuẩn bị đồ trước nha anh em. Đấy, một cái cứ phải chuẩn bị trước nha, nút tiêu này phải chuẩn bị trước. Ủa, khó nhờ. Cả này khó nhờ. Cả này khó nha. Tại món bên này coi. Rồi, ok, tạm thời này đi anh em, có hai món sẵn rồi, nên nèo vào 65 cái để mang thôi. Trưa này chắc vận chuyển cho lên 65 thôi anh em. Rồi, chứ mắt cứ biết vậy đã. Rồi, giờ hiện tại tiêu phí hết 3k rồi anh em, giờ còn 7k, fashion nào. Giờ còn 7k bắt đầu mua anh em. Một cái. Hai. Ba. 4 hết mấy ca rồi. Mười, ô đủ luôn rồi anh em. Tiêu dư rồi, hớ một tí rồi. Fiction. Hớ kìa. 5 món fiction. Rồi được chiến lên được bao nhiêu? 883 anh em. Nãy giờ mua trong đấy là 883 rồi, cũng không nên được bao nhiêu à. Ok, thế cũng tạm ổn rồi. Rồi 10k07 rồi anh em. Đấy, trước mắt nó cũng hở đi một tí rồi. Rồi ok. Xong các bạn. Giờ thì quẩy thôi. Nào. Lên nào. Ok. Quẩy vẫn không được một cái gia tốc 3 nào, 4 nào các bạn ạ. Không ra được gia tốc nhờ. Thế anh em mở ra được gia tốc không? Tôi mở không ra được gia tốc các bạn. Cay thế nhờ. Không ra được cái gia tốc nào luôn anh em. Cú thật sự không có một cái gia tốc nào, cay thế nhở. Ô kìa. Rồi mở giường đây anh em, mở hết giường ra đã. Shop hồi vàng lên. Shop VIP xem đây có gì hot không. Thấy nhiều bạn bảo tôi không mua gương. Muốn chơi thần gió mà không mua gương. Thôi cứ từ từ các bạn ạ. Vì nói thì cứ nói thế thôi chứ đâu, cứ bình tĩnh các bạn. Tem độ nó cũng phải bình tĩnh các bạn. Biết đâu được bây đủ 2k mảnh thường tôi gọi DNC về làm sao anh em. Đó. Tem độ mà chơi nó không nên tính trước đấy. Cũng cứ không phải vội thế được anh em, phải bình tĩnh. Ok, dùng bánh nào. Và được quét phát ra các bạn. 1 2 3. Tháng này còn quần đảo đây anh em này, còn hai chỗ tôi chưa làm được anh em này. Đây, cái này là một cái bên kia nữa anh em, hai chỗ nữa. Mấy bên lệnh chiến anh em, hai chỗ. À quên, mình đang nhầm cái thứ bảy nhận này. Rồi. Ổn chưa ta? Mọi thứ giờ đã ổn chưa nhờ? Như tầm này là mọi thứ đã về ổn định hết rồi anh em. Để xem nào. Skin. Còn gì đâu anh em, hai con này thì còn gì đâu mà học. Nhà này thì còn gì đâu anh em, có mỗi cái speed 3 thôi. Muốn đi học lên speed 4 thôi anh em. Thế thôi. Chứ nó cũng chả còn gì nữa. Còn hết rồi. Đó, sướng sướng hết rồi anh em. Giờ thì chỉ có học thế thôi. Creep được creep 4 rồi đúng không? Ừ. Còn mấy cái 3 này thì còn hai ô này ép được vào thì vào đây anh em. Bây giờ ngồi đi hoặc ép cái này vào như này. Đó, này thì cũng được cái gì đó các bạn. Đây nó chỉ tự lừa, đây cũng được, ta tăng thêm nút chiến mà thêm nút ô cuối này ra được. Ừ. Lên thêm tí lực chiến các bạn, nói chung nếu ép thế cũng chỉ lên thêm tí lực chiến thôi. Đấy, kiểu này tên được thêm tí lực chiến thôi các bạn. Cũng hợp lý. 895 mà, không ăn thua anh em. Đó, mà một đống fiction thì cũng không ăn thua. Ok, để xem nào. Ừ, dùng tạm fashion này anh em. Tăng đấy là tăng chỉ số speed các thứ có lên không? À có anh em, đây, có lên, có lên. Pro vẫn chưa được anh em. Rồi. Vào đây anh em. Ok, thiếu họ hai cái nữa đúng không? Ui, đánh kiểu này cũng hơi toang nhá. Bên đủ 10 cái bí mật reset giờ không ra đồ tím thì cũng toang lắm các bạn ạ. Cũng lại toang lắm anh em chứ không phải là không đâu.
ok ulti nè. Đó, còn muốn rồng. Ồ, một thân thể cái. Ôi trời luôn. Còn này không hạ được con rồng này, tí nó một nhà đam lại thôi toang luôn cả đám anh em. Đó, đợt này không hạ được con rồng này để nó nhà đam thì đúng là toang luôn cả đám các bạn. Con này chắc hạ được các bạn, hạ được, hạ được. Hạ được, hạ thừa. Tiếp tục. Có nữa không, có đối thủ nữa không? Có anh em, vừa đủ. Ôi dồi, vừa đủ 10 cái pro anh em. Vừa đủ 10 cái vé tại pro, cay thế nhờ. Vừa để bạn lúc nãy mà. Đây phải bạn lúc nãy à? Không nhầm, đây là bạn lúc nãy rồi anh em. Đây là bạn lúc nãy mà. Đây là bạn lúc nãy mà anh em. Nào, có nào. Đập nào. Gó nào. Đập nào anh em, đập nào. Win. Rồi. Vừa đủ 10 vé pro tại pro anh em. Vụ này nó hơi căng á. Này gà chứ có anh em hẹn nước này. Hẹn nước cho đi này. Rồi. Ok, lần cấp nào. Bỏ đài. Đây anh em dù đúng hay sai thì cũng đang nâng chỗ này vẫn phải nâng tiếp. À đâu, đang nâng speed đúng rồi, quên. Đang nâng chỗ này. Khảm vô. Ok, thu hết. Thu. Thu. Thu tiếp. Rồi. Phải, HP, HP đem có anh em. Speed, rồi. Ổn. Giờ đi thích thu đơn này thôi anh em. Đó, thích thu đơn như này. Thu đơn phát anh em. Rồi. Nên. Đấy, đăng thêm chỉ số speed anh em. Đó, rồi, ngon cơm. 899 à. 899 các bạn. Nghe vui thế nhờ. 899 à. Rồi anh em, giờ là 900 rồi. Mình thử quay nâng luôn các bạn. 900 hay không thì qua đây nâng luôn. Nâng luôn nè các bạn. Nên không đủ vàng à. Cháy thế nhờ. Rồi 904k lực chiến anh em. Chuẩn bị nuôi viện trợ rồi anh em. Chuẩn bị là nuôi viện trợ thôi. Chung từ giờ đến tối cày của anh lên 65 là được rồi các bạn. Chưa, được rồi, chưa vận chuyển thì chắc chưa chắc quyền lên nổi không anh em. Hên xui, hên xui. Giờ sẽ làm thiếu bao nhiêu nữa. Thiếu 1k3 đấy anh em. 1k3 mà chưa vận chuyển. Nếu 500 kim cương thì là hacker nếu mà chưa vận chuyển. Thế được anh em, chỗ này lên được 65 rồi. Chỗ này tổ đội lên server xong chắc tao lên được level 65 luôn các bạn. Kiểu gì cũng vậy các bạn. Đấy, kiểu này kiểu gì cũng vậy. Rồi. Để xem một gì nữa không anh em. Để xem một gì nâng cấp sáng nay được không. Chiếc tẩy pro cho nuôi Uza là nghe hơi run tay các bạn. Thật sự hơi run tay nha. Khó lắm. Biết mà. Bây giờ lại phải tẩy lại anh em mà lại không ra được nữa thì cũng toàn. Rồi có 10 vé tại nó không ăn thua anh em, kiểu tại nó thấy là nó không ăn thua đâu. Đấy, giờ không ra được nữa thì bắt đầu phải trải tạm này. Ôi, tốt nhiên là thôi anh em, lúc khác tại vậy tích thật nhiều tại một thể. Ok thôi, chắc tạm thời video sáng nay tôi xin phép thôi anh em đây nhé. Hẹn mọi người clip theo video kênh từ từ. Bạn đã rất nhiều giờ thì bye bye, xin chào tạm biệt, hẹn mọi người ở clip theo. Bye bye.